Chiều 30 Tết tắm rửa mặc đồ mới ông ơi. Cái thằng chọc nó bắt nhà xin nhậu á. Cái này không có mọng rồi. Ừ.
Để không quốc đẻ quốc xài luôn đấy. Cái đó con quốc qua lè không? Tôi biết giờ anh chập liền luôn đấy. Biết giống không? Nó chịu màu mà cái màu này tôi không chịu màu này hết. Tôi chơi còn đồ nó vừa nữa.
chắc luôn. Tao mình ngồi đây. Thôi, như bố làm luôn đoạn. Chưa, đoạn nó lại đây, sữa cho chứ gì. Đây là nấu cái chặt vào. Vô. Trơn rồi. Tại vì hôm qua mình không ngâm trước á. Em đâu có bánh rồi, xuất sắc rồi, nói gì nữa. Mà nhìn ngon. Mẹ, đi ăn khoanh với con nè mẹ. Nó hơn mùi lá dứa. Đã có dừa hôm nay ha. Đồ bếp rồi đó.